Hôm nay mình sẽ đánh giá sơ bộ về cái bàn phím Typo do Trung Quốc sản xuất này. Thì đối với bàn phím này á, nó tên là Typo 10 inch. Rồi các bạn có thể thấy được cái mặt sau nè. Typo Wireless Keyboard 10 inch đó. Và cái dung lượng của nó là 150 mAh. Nó được sản xuất tại Trung Quốc. Về cái bàn phím này á, thì khi mình mua nó nằm ở trên một cái hộp như này. Cái hộp này á, nó ghi rõ là cái thương hiệu Typo và nó ghi rõ là bàn phím Bluetooth nè, wireless keyboard nè, làm việc ở mọi nơi. Ở mặt trước này thì nó nói về việc nó là hoàn hảo cho việc thiết lập một cái di động, một cái chế độ làm việc di động á. Pin của nó có thể up được đến đến 44 giờ sử dụng wireless và nó tương thích với các thiết bị thông minh. Mở hộp ra thì mình có một cái cuộn dây sạc. Đây, nó có một cái dây sạc. Dây sạc này của nó là xài cổng micro USB, một cái cổng đời cũ nha, không phải là cổng Type-C như hiện nay đâu. Rồi, và nó có thêm một cuốn sách hướng dẫn, nhưng mà cuốn sách hướng dẫn thì mình làm thất lạc nó mất rồi. Ở mặt sau này á thì mình có các cái thông tin, đó là nó làm việc với phạm vi là khoảng 10 mét nè. Nó sử dụng cổng micro USB để sạc nè. Điện áp của nó sử dụng là 3 cho đến 4.2V. Và thời gian chờ của nó có thể lên đến là 30 ngày. Thời gian sạc của nó là khoảng 1 giờ. Pin lithium của nó dung lượng nó là khoảng 150 mAh. Rồi. Và cái tuổi thọ của pin á, thì nó là 1 năm và nó hỗ trợ cho thiết bị iOS, Android và Windows. Thì mình thấy ở đây á, là nó có phân phối tại Việt Nam, đó là bởi công ty Enki NPP, công ty trách nhiệm hữu hạn TT và MP châu Âu này, 91 Pasteur, phường Bến Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh. Ở đây thì nó là màu á, là color của nó là Brazil và giá của nó là 579.000 đồng. Đó, đó là một số cái thông tin của cái bàn phím này mà nó quảng cáo ngoài cái hộp á. Và trên tay mình á, thì mình sử dụng nó một thời gian thì mình đánh giá là cái bàn phím này á, nó khá là lỏng lẻo và nó hơi bị ọp ẹp. Mặc dù là nhìn bên ngoài thì nó có vẻ là cũng khá là lung linh á, nhưng mà thực tế khi mà mình sử dụng thì mình cảm giác như nó rất là có một cái gì đó nó thiếu thiếu cái độ cứng cáp. Thực tế thì trên tay cầm của mình á, mình đã sử dụng là bàn phím Logitech K380 rồi, thì mình đánh giá cái bàn phím đó nếu như cùng tầm tiền này á, thì nó tốt hơn rất nhiều so với bàn phím Typo 10 inch này. Và cái bàn phím này á, thì nó cũng cơ bản sắp xếp các cái layout, sắp xếp các cái nút, các cái vị trí nó giống như là bàn phím ở trên cái MacBook. Đó, nó giống như MacBook nha, bởi vì nó có chữ comment nè. Comment nhé, xin lỗi các bạn, comment rồi option đó, control thì nó giống như là một cái bàn phím MacBook. Cái mặt sau của nó thì nó lại không cùng giống như ở phía trước, tức là ở phía trước thì mình thấy cái lớp này là lớp nhựa nhưng mặt sau thì nó là bằng kim loại và sau đó nó sử dụng các cái con ốc để nó bắt vào. Ở đây thì nó có bốn cái miếng cao su để nó làm cái chân đế để nó bám chắc hơn. Về trải nghiệm chế độ gõ thì mình cảm thấy như cái hành trình nó cũng cũng khá là ngắn ha. Các bạn có thể thấy là hành trình nó khá là ngắn, thế nên là khi mình gõ cái độ đàn hồi của nó cũng không được tốt lắm. Và cái độ bám của cái bàn phím này so với bàn phím Logitech K380 thì mình cảm giác như là nó không có bám cái tay bằng. Cái bàn phím K380 thì nó có một cái độ lõm nên khi mình ấn vô mình cảm giác nó rất là dễ chịu, nhưng mà cái bàn phím này thì mình thấy nó cũng cũng bình thường thôi, nó không thực sự là đặc sắc lắm và nó không có một gì nổi trội cả. Nó chỉ có một cái là tất cả các cái layout của nó sắp xếp là giống như đối với MacBook và mình sử dụng với iOS thì mình cảm thấy là nó tương thích toàn bộ các cái thao tác đối với lại cái hệ điều hành iOS. Thì đây là cái cảm nhận của mình trên tay cái bàn phím này và mình khuyên là nếu như các bạn có điều kiện thì các bạn nên mua cái bàn phím Logitech K380 thì bạn sẽ có cái trải nghiệm tốt hơn rất nhiều so với cái bàn phím Type 10 inch này của mình đang trên tay. Rồi, cảm ơn các bạn đã theo dõi.